Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Je chante Noël, tu chantes Noël. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Trong buổi tối ngày hôm nay, thời tiết Sài Gòn đang lạnh dần nhưng không khí tại Hoa Lư đang nóng dần lên nhờ sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ ở đây. Được sự tài trợ của nhà hàng Le Tour, PG và ông già Noel của chúng tôi đã chuẩn bị hàng trăm chiếc áo dành tặng cho người hâm mộ. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng di chuyển vào bên trong để tặng những chiếc áo cho người hâm mộ nhé. Hỏi là không khí ngày hôm nay khi mà anh đến với buổi offline này như thế nào ạ? Anh tới đây rất là cảm thấy rất là vui, hào hứng và cuồng nhiệt cùng với tất cả các cổ động viên ở đây. Dạ. Em được hỏi là em thấy là anh đang mặc một chiếc áo cổ động viên có chữ Le Tour thì vì sao anh lại có chiếc áo này ạ? À, chiếc áo này là do một ông già Noel tặng cho mình. Ừ, thì mình mặc vào mình cũng thấy rất là đẹp. Mình cũng xin cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ miễn phí chiếc áo này cho mình. Rất nhiều ạ. Các bạn đang cầm trên tay không ạ? À? Và bây giờ thì
xin mời một vị khán giả nhờ Xương tìm ra chủ nhân của chiếc điện thoại này được không ạ? Rồi, mời bạn khán giả này hãy lên giúp cho trọng với cô Xương rút ra thăm chúng Phượng tìm. Tại vì thời gian không được nhiều này các bạn. Rồi, bạn có thể đọc thật to cái tên mà trong tờ giấy được ghi được không ạ? Một phần quà là một chiếc điện thoại smartphone xin trao cho chị Thư của chúng ta. Đây là một phần quà giá trị đến từ nhà tài trợ Lê Tua. Thay mặt người hâm mộ, tôi xin cảm ơn nhà tài trợ Lê Tua đã đồng hành trong buổi offline ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam đã bước chân vào trận chung kết. Xin chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo. Đồng thời cảm ơn nhà tài trợ Lotus đã cùng thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.